cái này là 27 ha. Đây ăn 100 nè. Là con bẻ đúng không? Này phải không? Ừ, nhít lên. Nè. Nè. Con trời ơi. Trẻ trong này. Cá này con này chắc cỡ 5 kg ha bác bảy. Con bự cuối cùng nè. Wow. Lục bình nè. Món này là đặc sản của ngã năm ạ. Dạ. Từ trên ngã 7 nó trôi xuống à. Chứ đây không ai trồng hết trơn. Từ ngã 7 xuống ngã 5. Lên ngã 7 thì theo lẽ ngã 8, con này xuống ngã 5 ngon lắm. Dướng ngay nhà bảy. Ừ, tới đây là dướng tại nhà bác bảy rồi. Ừ. Cái đám lục bình này là chết với tao rồi. Không ngờ một chiếc xe như thế này mà bán nhiều món như vậy luôn. Dạ. Đủ hết trơn luôn. Dạ. Đây bánh mì. Bánh mì, cơm sườn, bún thịt nướng, bún riêu. Bánh mì, cơm sườn nữa hả? Cơm sườn có, bún riêu, bún tiêu, giò gà. Nhiều. Rồi xôi dắt luôn, xôi cắp có luôn. Ủa có xôi gớt nữa hả? Dạ, có xôi dắt. Ờ, vậy dắt cho con một gói xôi đi. Còn ba dắt lấy hết không? Lấy hết luôn. Chất lượng luôn, ăn không ngon không đứa tiền. Rồi quay vô cho tôi với nhà cô không lên được nữa. Bà quay nhấp hết trơn. Này là xôi gì? Xôi gắt hả? Đâu phải. Dắt. À xôi dắt. Dắt tính đâu là nãy giờ nghe xôi dắt. Dắt. Cái này xôi dắt á. À. Có cái bánh tráng, có cái bánh tráng. Có bánh tráng này, có bánh tráng nữa. Trong này có gì nữa? Đường dừa đậu phộng. À đường dừa đậu phộng rồi à. Cái này hồi xưa cũng ăn nhiều lắm là đi học á buổi sáng. Rồi còn dắt nhiêu chú? Dắt 6.000. Dắt 6.000. Ăn cái này no luôn tới đám cưới còn ăn luôn. No rồi. Rồi trả tiền giùm em. Tại vì đâu không mấy con. Cho con bật nghe cái lo ăn chút xíu đi. Bật cái loa cao đó phải không? À. Đó cho tự nhiên. Nước bảo trời ông đặc biệt cơm ngon, bánh mì thịt, xôi mặn, bún riêu, hủ tiếu, cơm sườn, bún thịt nướng đi. Bánh mì nước bảo trời ông đặc biệt cơm ngon, bánh mì thịt, xôi mặn, bún riêu, hủ tiếu, cơm sườn, bún thịt nướng đi. Nhiều. 30. Bánh mì nước bảo trời ông đặc biệt cơm ngon, bánh mì thịt, xôi mặn, bún riêu, hủ tiếu, cơm sườn, bún thịt nướng đi. Rồi, bánh mì phước bảo trời lòng đặc biệt cơm ngon bánh mì thịt. À, các bạn ơi bây giờ mới có khoảng 7 giờ sáng thôi nhưng mà anh cua đang ở ngã năm Sóc Trăng, cái không khí rất là trong lành luôn, ở phía dưới này là nước ngọt nha, lục bình rất là nhiều và bây giờ thì anh cua và chế thí tôm sẽ đi qua bên sông đó để đi chợ ăn sáng cà phê. Ồ, buổi sáng rất là thư giãn luôn, rất là mát. Ở chế cây hoa đậu biếc nè. Nè, hoa đậu biếc nè. Màu rất là đẹp, rất là rực. Rồi, mình sẽ đi
phà qua sông. Phà này lạ lắm. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? À, đây là số của Jessie Tôm. Số là gọi là chị em bạn dâu đó. À. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn, mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cô. Lần nào đi về bà và chồng của chế thí tôm á, là cũng phải qua chiếc phà như thế này. Rồi đậu xe bên kia là lộ lớn. Đây là gọi là phà kéo số? Phà kéo. Phà kéo. Ở đây không có kêu cái này bằng chiếc phà mà kêu bằng gì ta? Chẹt. Chiếc chẹt. Chiếc chẹt. À, vừa lần mới lên đây kêu chiếc chẹt cái là không biết chiếc gì hết trơn. Ở đây kêu khác mình, cái giường mình ở dưới giường ngủ không thì kêu cái chổng. Nói chung là mỗi vùng có mỗi cách vùng gọi có khác gọi nhau. Là... Nhiều khi ở đâu tới nói chuyện không hiểu. Giống như chế thí tôm là lúc trước về Mần Dâu ở đây nói cái chiếc chẹt là đang suy nghĩ tới cái gì? Cái giỏng hả? Không phải, chiếc chẹt nó cũng là cũng như chiếc xuồng mà không biết là nó hình dáng nó như thế nào. À, đây, kéo qua có vài phát là tới sông bên này luôn ha các bạn. Ở đây là người ta đi giỏ, người ta đậu để đi chợ đúng không? Không, giỏ này để đưa rước học sinh. À, giỏ rước học sinh. À, trường ở đây là trường tiểu học nè. Tỷ học trường này là trường tiểu học Tân Long 1. À, con của số là học trường này. Mấy đứa cháu cũng học bên đây không nè. Ngang sông. Gần, tiện, bơi. Ngày nào cũng qua cái con sông Lục Bình trôi như thế này hết. Đường kia đi xe, thì đi đường kia có cái cầu treo qua. Đó, đây thấy đầu chợ rồi. Ừ, đây, chợ đằng này nè, sát bên nè. Đây, bán thịt. Rồi cái này guốc hả? Ở đây cũng có bông điên điển. Tép hôm qua mẹ làm mắm tép đó. À cái này gọi là tép gông hả số? Tép người gông. Kia bằng tép chấu. Tép chấu, tép gông nó nhí. Nhiều tên quá. Đây các bạn, đây là chợ Tân Long nha. Mình đang vô đầu chợ đó. Ồ, bác Bảy. Bác Bảy đi chợ sớm vậy? Bác Bảy đi chợ sớm nha. Ờ, đi sáng đi qua đặng vụ cá chuột đồ này kia đồ nè. Ờ, có chuột luôn hả? Có. Ở đâu? Chuột trong kia. Ủa, thằng Thí đâu rồi? Ủa, cái này là bông súng nè. Thằng Thí đâu rồi? À, năng, năng. À, cái này là năng, năng nè, bác Bảy. Ừ, năng. Này mình bán ký nhiêu chế? À theo lọn hả? Lọn vậy 10.000. Còn bọc này theo 20 phải không? À này 20. Nhiều quá trời luôn nè. À anh cô có quay một số ở nhà bác Bảy là kéo đìa cá ăn lẩu mắm đó. Đó đây gọi là bà má miền Tây đúng chất kiểu miền Tây luôn. Đã xem xèo. Ồ cá rô. Ừ. Cá đồng khá mà. Dạ. Nhìn cá đồng nhìn thấy nó nhỏ nó đen hơn ha. Ừ. Đây là cá đồng ghi luôn á. À cá đồng gặt ghi. Ở vùng này là cá đồng nhiều dữ lắm. À, hết hồn. Gắn là gắn lên. Là gắn. Y. À. Này gắn gì? Gắn nước không? Gắn nước rồi. Công nó cũng mới cho mẹ gắn mà mẹ không có sách. Ốc bưu nè, ốc bưu đen, ốc bưu vàng, nấm nè, không có nó quay kìa. Ở bển một lát bên nhà mình một đống là dâu tao. Ui, bông súng nè. Đây con nữa nè, bông súng gì, bông sư đũa, bông sư đũa quê dịch nấm. Đã
Ô, bánh khoai mì nè. Bánh rau muống đồng, cháy giác, tôm tép bò, thứ mình làm mắm ở nhà đó. Dạ. Hồi nãy con lên trên đầu chợ con thấy á. Ừ. Thấy người ta đang lựa. Nè, năng đồng luôn nè. Lúc nãy giờ đi lúc nào cũng thấy cái năng này hết. À, bữa nay mình ăn sáng gì ha bác Bảy? Chút thì mấy đứa phải thích ăn gì ăn, quán này cũng có. Dạ, ăn xong mới uống chứ. Vô luôn. Cho đi giá chợ đó đi. Quay giá chợ đó đi. Ôi, chiên bánh chuối. Đi vòng vòng đây đi giáp chợ đi rồi hả, quay lại ăn rồi, rồi đi con giáp ra đầu cầu uống nước. Đó, tới bánh. Đây là toàn là đồ ăn nè, trời ơi nhìn ngon quá. Rồi bên đây, bánh nè. Bánh mì thịt. Rồi bên đây nữa nè. Dạ, cái này là bánh bánh tầm bì, à có nước cốt dừa. Dạ, à đây nó có nước cốt dừa, bánh mì. Ừ. Cái chút đi rồi dạ. Đi quay vòng về lại. Sạp đồ okay. Tươi, bán rau củ đồ đầy đây đủ nè, luôn. Cá biển. Dạ. Cá điêu hồng. Thấy có nhổ con súng búp búp giác chiều á, búp á. Thì chiều đem được nhiêu tao lấy hết. Mày giác chiều á. Vậy hả? Dâu đây nè con. Dâu. Dâu kia, dâu đây, dâu đó. Đây là dâu. Đúng rồi, vợ chồng không? Cái này là em con bà xui mà em của con dâu. Dạ. Rồi. Rồi đi ăn bác Bảy ơi, con nó bụng. Đi ăn. Ăn rồi uống ok. Đây, cái này là tô bún riêu của bác Bảy nha. Rồi bây giờ là ra tô. À, mấy đứa mày quá trẻ quá, cô bán hết rồi. Dạ, bây giờ mới có 7 giờ mấy à. Ờ, mà cô bán hết trơn rồi đó. Ờ, à, đây là bán sớm lắm. Đó, phòng nhà nhìn thấy nó không có ngon. Dạ. Vì mai mốt về đây là phải tranh thủ qua sáng cỡ 5 giờ sáng không cô? Qua là đồ ăn dung trùng luôn. 6 giờ đi, 5 giờ bán nấu, còn đang nấu á. Dung trùng luôn á. Tại giác này cô còn gì để bán. Dạ, cái đá. Tôi lấy mắm vua. Cái này là bữa nay cô còn mắm. Cô đang làm hủ tiếu cho con hay bún? Mì đang làm bún giò heo mà tại hết giò heo á. Yeah. Vậy là tính ra là ở đây bán sớm lắm, 6 giờ cái tới 7 giờ mấy là hơn. Chứ giờ này chợ gần tan rồi. Ông ở chợ này có 2 giờ nhóm hay. Dạ. Yeah. 2 giờ nhóm hay. 2 giờ cá mắm đâu đó. Yeah. Cá mắm vịt gà là cỡ 2 giờ là có. Còn buổi chiều là cũng như là đi là cũng như đâu còn ai bán gì nữa. Còn ai bán, còn mấy người ngồi sạp thôi. Còn đồ đồng là người ta đi sớm lắm các bạn. Những người mà ngồi ở dưới á. Dạ, người ở trong ruộng đem đồ đồng ra đó. Đây, sáng nay là anh cô sẽ ăn sáng hủ tiếu. Đây là xương heo nè, hành nè, đồ thịt nạc mà. Sao mà cảm thấy cái tô hủ tiếu này nó nhiều thịt quá. Ờ, à, đây, sợi hủ tiếu dai. Thôi mời cả nhà nha, đói bụng quá. Đúng kiểu miền Tây luôn. Nấu nữa là còn hai hộ này ăn con bún thịt nướng đi, còn cái này ăn sao? Còn hộ camera ăn sao? Đằng kia quá vậy. Sáng là bác Bảy qua sớm hơn mình. Nhưng mà đợi số với chế qua ăn sáng chung. Lát còn được dẫn đi cà phê chiêu nữa. Cà phê đây nè. Cà phê xấu
mà đi sáng người ta cân cá rồi gọi chân mới đi đó. Dạ. Đây bún thịt nướng. Trời ơi. Không có đổi nha, không có đổi nha. Bây giờ Quỳnh là người quan trọng nhất, là người sẽ lựa chọn đúng đắn nhất. Nãy giờ là đây là bún riêu, đây hủ tiếu, đây bún thịt nướng, đây là bún giò heo. Anh Dũng nè, anh Dũng ngó. Giá xà lách rau thơm. Cuối cùng là bây giờ là camera đã thấy rồi đó, thấy mỗi loại nó có một cái thế mạnh riêng. Thôi ăn xong rồi. Review bún thịt nướng đi trái lưới tôm. Có gì có gì? Có xà lách nè, rau thơm, rồi giá, rồi cà rốt, dưa chua. Dưa chua. Mà thịt này không có nướng nha, thịt này là khìa. Chiên khìa. Đúng rồi, gọi là bún thịt khìa chứ không phải bún thịt nướng. Đây nè, nè con. Cháu nghe nè. Alo. Chua. Bún thịt nướng. Chua chua. Có chén nước súp kế cái bên nữa. Có người ở nhà đó. Cưng đang ngồi ở cơ quan cái gì? Rồi rồi. Ai vậy? Út nhỏ. Nó mượn lấy giấy thẻ căn cước của mẹ chụp hình gửi qua cho nó. Đặng nó làm giấy á. Cái nước súp này nghe là cái nước mà ninh bằng xương á. Gà bỏ miếng mỡ tỏi vô. Rồi tiêu, hành vô. Nhưng mà nước nó nóng hấp. Ai mà mệt mệt trong người á, hấp là tỉnh. Tối qua nhậu á. Sáng qua nhậu là sáng qua đây là ăn tô hủ tiếu hoặc là hút một chén nước súp là cũng đỡ. Ở miền Tây đơn giản lắm. Sáng là bún riêu hủ tiếu, bún riêu hủ tiếu. Mà đi vòng vòng chợ cái gì thấy gì cũng muốn ăn hết trơn á, tại lúc đang đói bụng á. Nãy thấy á, bánh mì thịt đó chứ, thịt khìa rồi có bì nữa, nhìn thấy cũng muốn ăn nữa. Rồi thịt quay. À, bánh mì thịt quay. Rồi các bạn ơi, sau khi mà Ánh Cua với bác Bảy đi chợ Tân Long về á, thì ra ao cá để câu cá lên nấu lẩu mắm. Tại vì bác Bảy đây là đại lý chuyên mắm sỉ nha. Mà bây giờ thì lúc trước là con về đây á, là có một cái clip là kéo cái ao cá lên rất là nhiều cá, rất là bự. Nhưng mà mấy ngày nay chắc... cho ăn quá no quá rồi câu nó không dính. Yeah. Bây giờ chắc kéo quá qua bển kéo quá. Không, mình câu chút xíu đi, cái câu cá là phải kiên trì á bác Bảy. Không thì muốn làm liền. Muốn bác Bảy cái gì cũng muốn làm liền hết trơn á. Con thấy nó quặn quặn ở đằng kia nhiều đó. Nhưng mà ở dưới này là mình là có những loại cá nào ha bác Bảy? Hả? Ở đây trong ao này mình cá dồ, rồi cá chê trắng, thả cá chê trắng lần mấy chục ký nha. Dạ. Rồi cá chê lai nữa. Hai ba thứ cá, rồi cá phi nữa. Cá phi con nào con ấy bằng cái dĩa vậy. Cái dĩa bự gì nè. Chứ không phải là dĩa nước bự mắm. Lắm. Bự lắm thiệt, bự lắm. À, ở đây là cá là cho ăn đầu cá không á các bạn, tại vì đại lý mắm là sẽ là cắt bỏ cái đầu.
làm cá đó, rồi luộc cá còn đó. Cái đầu là cho cá ăn. Dạ, chứ không có cho ăn thức ăn công nghiệp nha. Đúng rồi, không có cho ăn thức ăn đâu. Ăn đầu cá từ nhỏ tới lớn luôn mà. Dạ. Ôi con trời, nãy giờ nó bơi quá trời luôn kìa. Trời ơi, nhóc luôn. Đó. Rồi. Ngâm. Ủa, sao vậy? Ngâm. Đợi dục lâu quá. Câu lâu quá, không có rồi, dục cần câu luôn. Ngâm. Ôi ơi, vậy là... Vậy là... Cô đi coi chừng nha, cặp mé à. Trời ơi, ốc nhóc mà thấy không? Thằng Hiếu nó kêu tao mua ốc rồi thả xuống dưới nuôi cho nó nè, thả mấy đìa này nè. Hồi nãy bác Bảy câu cầm lâu quá trời lâu, bực bội, quạo, quăng luôn cái cần câu luôn. Coi... Chị câu ơi. Hả? Bây giờ để ánh cua ra tay đi. Bác Bảy nóng tính quá. Chòm chòm sợ cấm đầu ở trong này mình chứ. Không thấy nọc ha. Bên đây nè, bữa không kéo bên đây nè, con vợ nó qua đây quá. Để coi bắt bảy câu mồi gì nha. Nè, tao xuống nè, khỏi đợi con Hường, con Héo vậy chứ. Ủa, à, nè. Cá. Nguyên con cá con. Đem qua đây. Ừ, cái này là hình như cá gô nè. Hả? Ồ. Oh. Sao mà bây giờ ở đây không thấy ấy nè. Không thấy ụt nè. Hả? Thấy à, thấy bậy. À. Chú chừng gãy cây chuối. Cây chuối có sao không? Chuối cho mày khum khum nó chọt luôn á. Quỳnh nó mới té vô cây chuối, hỏi cây chuối có sao không? Cây chuối có sao không em? Cái này sát chắc... vô đây nè. Cái này chắc chắn là có cá rồi đó. Không thấy nó qua bển không đó. Mà được, bên đây cạn dễ khéo. Phan nha, làm cho đàng hoàng rồi con đi đi. Bắt bẫy trên bò nha. Bà má miền Tây này nói là làm, mà phải làm nhanh nha. Chứ không có chịu mà kiên trì ngồi câu đâu. Giờ không có là chơi luôn, kéo lưới luôn, chắc chắn là sẽ có. Bắt bẫy quá dữ luôn. Phan nghe, từ từ nha mày. Đây để em kéo cho. Không nổi đâu. Không có thế không, không biết thế. Rồi con dở mí đó lên đây mẹ biết à. Ê, có mẹ ơi. Có. Có lên đây. Tại vì cá bự đó, cá bự nó sẽ đầm hơn là cá nhỏ. Bắt cái cây gì ta? Cá chê hả? Con mới đưa cho con xếp ra để dê. Dê lại. Cá giò mẹ ơi, cá giò. Vô mà sao nhỏ hay vậy á? Rồi có rồi. À, tấm lên, có hai con hả? À. Wow! Cá giò lại, rớt cá bự lại vậy. Rớt con cá bự, trời ơi. Trời ơi, con này chắc 3kg quá. 3kg mấy, 4kg hả? Rớt con cá bự lại. Rớt con cá bự lại. Thôi kệ, còn mình còn kéo một cái nữa. Được bắt không Hương? Để cho anh Linh bắt. Đây, trời ơi, bự quá trời luôn. À, quá ngô, không cần phải câu cá nữa. Kéo một cái là có luôn. Kéo này là ít rồi. Dạ. Cái này nhỏ hơn cái rồi. Rồi, kéo lên đây. Cái lưới lên mẹ. Đó. Tao chửi mày cuốn kéo tao hoài. Ê, gà. Coi kìa, còn nữa đó, mày thấy không? Đó. Dạ, chỗ này đi mẹ. Ừ. Cái đuôi. Ê, Hương. Gai. Gai đây, tao bắt kìa.
ra đi. Mắt cái đổi ớn trời. Đó, người ta nắm mày đó. Mày có hơn ai luôn. Có chúng không? Mày có hơn ai mà đấy bắt cái vô. Thấy ớn vậy trời. Ngồi dưới đất luôn. Tao mắc cười kìa. Ở đây nữa hả? Có không? Bây giờ bà má miền Tây giờ được hai con cá rồi nhưng mà không chịu nghỉ. Giờ muốn kéo nữa. Ăn gì mà hết. Qua bánh đây con, qua bánh nữa. Quá giờ bự luôn. Phan từ từ. Để thử nha. Nó không có bay. Cầm vậy phải không? Rồi, cho anh tấm hình nè. Chết bẻ ơi, chết bẻ, hất lên. Nhờ anh Dũng không thôi, nó bay xong rồi. Xích vô, xích vô. Nó kêu á. Phan mỏi quá. Chắc không có quá. Linh này em ra Linh này. Giờ ngồi đi, ngồi đỡ gì nè. Ê kêu một con nữa rồi. Vô nữa. Kéo luôn. Mạnh lên con. Ê coi chuyện chung ra. Rồi bỏ con cá lại thắt lát lại. Ở đâu con cá thắt lát đâu. Hát. Rỡ này ra cho số. Rỡ ra cho số. Ồ, con này cũng bự. Bằng nhau, ba con bằng nhau. Ở lỗ này không mặn nó chết. Nó không đi. U là trời, u là trời. Xuống, nuôi. Xích vô, xích vô. Nuôi. Trời ơi, có dính. Ê, làm sao mình kéo con cá thác lát cùng cho tự nó ăn lần. Bi lớn vậy nè, bị dài, bị dây vậy nè. Cá thác lát cùng. Ờ, cá thác lát. Nè, đi tao mày. Cá thử. Ừ. Thôi. Để đi thôi, được. Thôi tao xuống rồi. Các bạn ơi, bây giờ là con cá vợ con phải chạy, phải con phải chống. Ra tay, phải nhảy xuống luôn. Rồi. Chứ kéo cá ít không chịu. Không kiếm. Vô không biết có ra đâu mà quận quá rồi. Vô quận mẹ. Đó, cá vô. Cẩn thận chế ơi. Chết mẹ ơi, con dâu tao ướt hết trên dưới trên rồi. Cá này bự vậy hả anh? Dạ. Cá này bự. Đủ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cá này phải đỡ nè. Nó bự nè. Kêu kìa. Kêu luôn. Kêu. Ê, gần vô nó kêu luôn. Kêu hông hông. Nó kêu quá trời luôn mấy bạn. Ừ, cá nè. Sợ lắm. Nhìn cái gà. Ồ. Gần vậy bự. Chớp. Quay đi chụp màn hình. Rồi vô. Đó, 2 3. 2 3. Làm một con thôi nha. Làm cá bự nó đi. Làm cá bự này quá cho bự luôn mình ăn. Còn mấy con kia nửa tháng luôn á. Trời. Sợ quá. Đem vô. Ginh. Đây, vô. Đây là cơ sở sản xuất mắm các loại Cô Tám Thôi. Địa chỉ là ấp Long An, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng. Quằn quại với con cá luôn. Rồi, số điện thoại nè. Biển này chắc cũng mấy chục năm rồi các bạn, hình như là bay phai mờ hết dữ rồi. Cho nên là anh cô sẽ để thông tin ở phía dưới này nha. Số điện thoại là 0972 736 450. Đặc biệt mắm cá rô không xương, có nghĩa là cái xương nó rượu á các bạn, là ăn luôn xương luôn á. Cái này là bác Bảy lựa rất là non nha. Không, bác Bảy chứ đâu phải cái cọng nào cũng lấy. Đúng rồi, mình lấy cái ngó thôi mà. Dạ, lấy cái ngó.
mà đâu đâu con coi đi nè, ngó nè, à lấy nằm mình tét nó nằm bóng phần trong phải không? Ừ. À, trời đã quá trời luôn á, mày ăn ngon lắm á, mày trị bệnh nữa đó. Ờ, ăn tốt cho sức khỏe, chất xơ nhiều quá không mày? Nhưng mà nguyên đám này quá trời nhiều luôn, rồi mình hái con nấm thôi, tại vì cũng nhiều rau á. Kệ, mà cái này ngon lắm. Cái này không có tốn tiền. Ừ. Cái này không tốn tiền cho nên là phải bẻ nhiều mới chịu. Không có mắc chồng luôn. Thiên nhiên. À, thiên nhiên. Thích chưa? Là cái này là 27 ha. Nè ăn quá trăm nè. Là con mẻ đúng không? Này phải không? Ừ, dịch lên. Nè. Nè ốc. Con trời ơi. Trẻ trăm hình nữa. Được rồi, 7 rồi. Cái nữa. Cái nữa. Cái nữa thôi nha. Dạ rồi đó. Rồi, xong. Cảm ơn. Lên rửa chứ cắt ngang đây nè. Dạ. Rồi để con rửa. Sau khi mà kéo cá xong là một cái lẩu mắm đã đưa lên trên mâm rồi các bạn. Bữa nay rất là vui là được bác Bảy là xuống dưới ao kéo cá luôn, cho nên là rất là quý. Người nuôi cá trực tiếp kéo luôn. Dạ. Nhưng mà bữa nay là bác Bảy không có ăn mắm, bác Bảy ăn cơm với cá lóc, đồng, luộc hàm với tôm rang để cho lẩu mắm mấy chị em ăn, tại vì Bảy nói là nhất mình. À. Nhất mình là không ăn mắm ha bác Bảy. Đúng rồi. Con thấy ăn cũng vậy mà. Nói chung là bà má miền Tây này là cử hết ga hết số luôn. Thôi Ánh Cua mời cả nhà cùng ăn cơm trưa với Ánh Cua và bác Bảy với mấy số ở đây nha. Rồi. À, nhưng mà trước khi ăn thì để con ginh cái đầu ra cái đã. Ginh cái đầu cá. Ginh cái đầu rồi bỏ rau vô. Giúp nha. Đây đây đây, cho cận đi, cái đầu này nó bự quá. Lấy cái dĩa này nè anh. Dạ. Dĩa này nè con, cứng. À, con định lấy dĩa cua tiên. Cá này con này chắc cỡ 5 kg ha bác Bảy. À, con bự cuối cùng nè. Ờ. Wow. Trời. Này. Nhưng mà bác Bảy không ăn mắm này, ăn đầu cá đi. Để đây đi, để đây đi. Đây. Vậy là cho rồi, cho hai dâu. Ừ. Bể ăn chung rồi. Vậy là dọn lên đi con. Cái này nước giới thiệu với các bạn cơ sở sản xuất mắm ở tại Ngã Năm. Dạ. Là thương hiệu cô Tám thôi, là cũng như là cô Tám. Ủa sao kêu bằng bác Bảy ta? Bảy là thứ ổng. À bác Bảy. Còn là cái, theo cái thương hiệu là cô Tám thôi. Là bác Bảy là thứ Tám. Ừ. À. Cô Tám. Cô Tám là mẹ cô Tám và thứ Tám. À, ở đây thì bác Bảy sản xuất là nhiều loại mắm khác nhau, mắm cá rô rượu xương, rồi mắm cá lóc, rồi mắm sặc. Còn cái trong cái nữa. Dạ, cái nồi này là mắm sặc hay mắm vô? Sặc. À, 100% mắm sặc. Mắm sặc làm lẩu. Dạ. Còn cái đó là cá sặc không xương. Dạ. Rồi, mời cả nhà nha. Rồi. Còn quên một cái rất là quan trọng để ăn lẩu mắm, đó là một cái mâm rau. Anh Dũng dơ lên giùm em cái đó, đầy đủ tất cả loại rau. Nhưng mà đặc biệt nha, cái lục bình nãy xuống như này hái luôn nè. À, bác Bảy xuống đây dưới sông này hái luôn, mà hái nhiều nữa tại vì không có tốn tiền, không có mua. Rồi mà ngon lắm, lục bình đó ăn mắm. Dạ. Là ngon lắm. Giờ con thử miếng cá chưa chín thôi ha. Con thấy là đồ ăn nhiều quá mà kéo cá tới mấy con, sợ tụi con ăn không đủ. Ôi, ăn ngay cái má. Rồi mời cả nhà nha. Lục bình này mình có bỏ cái để lá khổ qua vô trước. Để cái lá vậy luôn hả? Không, để luôn đó, ăn vậy đó. Trời ơi, cá nó béo. Hồi nhỏ tới lớn là gặt gồng là ăn màu ăn đầu cá, không có ăn thức ăn, không có ăn gì chứ. Mà nuôi sạch sẽ, nuôi trong giếng đàng hoàng. Béo mà nó rất là thơm. Rồi được rồi, con ăn đây con. Con muối xả nghệ còn ngon lắm. Nhưng mà cái đầu cá này cái da nó dày quá. Nè. Béo lớp, cái lớp da nó nè bác Bảy, mỡ nữa. Mà cực kỳ béo luôn nha. Cô nó ăn cái phần da này nè.
quá. Đó, nguyên miếng da. Nồi cơm chắc hơi thất bại à. Nó không chế làm như hơi trực trực à. Ta kêu nấu cơm nấu gạo mềm. Nồi cơm gạo gạo dẻo. Đi anh nấu. Dẻo. Nàng dâu cơm thứ cháu nấu quá. Không có. Nó làm nó. Ê. Dâu thứ cháu đâu có nấu gì khác nữa mà. À. Là không có bị chê đúng phải không? Đúng rồi. À. Bình dâu quá. Có gì dâu nào cũng bình hết. Ở nhà là ai mà làm sai gì chắc đổ cho con gái không? Phải không Út Bảy? Cũng không đổ nữa mà đều đứa nào cũng vậy. Đây, cái này rau muống mới vô. À, thôi mời cả nhà nha. Lục bình ăn với lẩu mắm. Năng này năng đồng hồi sáng 7 mua ngoài chợ. Mình chợ Tân Long á. Non hết sức luôn dạ. Đồng về đây ăn cái năng này ngon. Nha, các bạn thấy là bữa nay là ăn trưa là cái view ở phía sau là nguyên một cái con sông đặc trưng ở miền Tây, rồi lục bình còn cho mà bây giờ nó dướng ở đây luôn rồi. Dướng ở đây hồi nãy mất 7 mới xuống hái được á. Bị cái nhà mình đưa ra nè, thành ra nó lại tới đây tấp vô rồi. Ở đây là không cần máy lạnh quạt gió luôn nha, ngồi rất là sao, mát luôn. Sao đỡ nón nữa. Đây cho trời. Đây, năng. Hồi sáng có đi quay với chuồng cá không? Dạ không. Bữa nay em không có cơ hội để đi kéo cá với cả nhà. À, tất cả các cá làm mắm ở đây á, là bác Bảy đều là cá đồng hết luôn á các bạn. Một ngày là bác Bảy làm có ngày là 1 tấn 3 tấn rưỡi cá luôn hả? Cá 1 tấn 3 rồi còn dạ. Quân bình đó là 500-600 kg là đều đều. Dạ. Cho có nên là đó nhiều. Dạ, cơ sở làm mắm của bác Bảy là rất là nổi tiếng ở tại ngã năm này. Bây giờ đi ra ngoài chợ đó là cứ ai bác Bảy là ai cũng biết hết. Đúng rồi. Nè, cho em xin cái hũ mắm cá. Cá sặc ngon quá, quay cái màu đỏ rồi. Quay. Thương cá, cá này cá sặc nè. Ừ, ngon lắm. Cá sặc không xương. Ừ. Đó, nếu mà các bạn mà có muốn liên hệ mua mắm là ở đây là bác Bảy để sỉ nha. Đúng rồi. Dạ, để sỉ thì liên hệ số điện thoại, số này bác Bảy luôn phải không? Ừ, 0972. 0972. 736. Dạ. 450. Rồi số sau này. Số sau này là số của Giang. Phải để hai số mới được. À. 0977 mình đọc đi. 0917855883. Đó. Ở đây là để anh cua nói rõ kỹ về cái mắm và thành phần nè. Cái này là cá sặc nha. Có nhiều loại mắm khác nữa thì thành phần cá sặc, rượu, đường, muối, thính, riền, tỏi, ớt, ăn kèm với thịt luộc, chuối chát, khóm, khế, rau sống. Đó, cái này là hạn sử dụng là 6 tháng kể từ ngày xuất bán. Hũ này là 1 kg nha các bạn. Đó, nếu mà đây có giấy chứng nhận luôn, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định có số ở trên đây. Cục chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Đó, chứng nhận. Ở đây là bác Bảy làm mắm là bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm à. Mười mấy năm à, gần 20 năm chưa? Có gần 20. À, mười mấy à, cỡ 15 16 à. À 15 16 năm. Làm mắm này có khó khăn gì không bác Bảy? Như tới mùa cá đồng thì mới có cá để làm thôi. Ừ đúng rồi, rồi tới cho hết mùa rồi thì cũng như bằng giữa chùi vậy đó, rồi tới hết mùa mình bán. Dạ. Chứ đâu có hoài. Dạ. Nó không có thiên nhiên hoài. Tới vụ mới có. Ngay dịp này anh cua về là lúc mà bác Bảy làm cá rất là nhiều luôn. Đó. Dạ đúng rồi, mùa nước nổi là mới có cá đồng mà bắt đầu hồi từ tháng 8 rồi ha. Đúng rồi, tháng 8, tháng 9 thì nhiều. Dạ. Tới tháng 10, cỡ gần tháng 10 là hết cá rồi, bớt cá rồi. Dạ, tính ra là cỡ 2 tháng mấy, 3 tháng thôi, nằm trong khoảng đó. Đúng rồi. Nhưng mà cái lẩu mắm này nó đậm đà á, cái này là nấu như hơi nhiều mắm nè đúng không? Này là dâu nấu nè.
có bảy ăn đi. Trời ơi, giờ này tôm gan nhìn là muốn hết nồi cơm luôn. Tôm gan với cá lóc luộc hèm. Cá đồng không nha, ở đây ăn cách ăn đồ đồng không nha. Tại vì á đồ đồng rất là nhiều. Này là muối ớt con chan cái nước luộc hèm nha, cho bóc bảy chấm với được cá. Ừ. Đây cá lóc đồng. Rồi chấm với muối ớt. Ừ. Đây, mời cả nhà nha. Thả vô đây con. Ăn ngay cái bụng có xương. Lục bình nè. Món này là đặc sản của ngã năm ạ. Dạ. Từ trên ngã bảy nó trôi xuống à. Chứ ở đây không ai trồng hết trơn. Từ ngã bảy xuống ngã năm. Lên ngã 7 thì theo lẽ ngã 8, còn này xuống ngã 5 ngon lắm. Dướng ngay nhà bác 7. Ừ, tới đây là dướng tại nhà bác 7 rồi. Ừ. Cái đám lục bình này là chết với tao rồi. Cái mắm này á. Cái này nhúng dừa xèo ăn đi. Có xả rồi nữa, cho nên là rất là thơm. Mà cái lẩu mắm này á, thấy không? Nhúng rau vô là đầy nguyên lẩu luôn. Rồi bây giờ thì Ánh Cua xin kết thúc video ở đây nha. Nếu mà các bạn muốn liên hệ đại lý mắm của cô Tám Thôi thì hãy gọi số điện thoại ở 0972 dạ 736450. Dạ. Rồi còn bây giờ thì Ánh Cua sẽ xin kết thúc video ở đây nha. Một cái lẩu mắm rất là chân tình. Mùa xuân vừa đến. Còn được rất là tình thương mến thương của bác Bảy dành cho Ánh Cua và con dâu thứ sáu. Số có công chuyện đột xuất cho nên là chạy đi công chuyện rồi. Rồi bây giờ thì con xin kết thúc video ở đây. Mong rằng là sắp tới là các bạn vẫn luôn tiếp tục ủng hộ Ánh Cua. Và hãy nhớ là hãy subscribe kênh của Ánh Cua để khi Ánh Cua ra clip mới thì là có thông báo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Trời ơi, quay xin tiền đi học kìa, bà nội. Quay qua. Rồi, đi học hả con? Dạ. Kìa dòng cô đó kìa. Xin tiền đi học hả? Ngày đi học nhiêu? Kìa hỏi cô kìa, á cô hỏi kìa. Tao nó canh á. 10 cho 10. Hồi sáng mày có đem 5.000 ngàn về cho bà nội không? Thôi lại nè. Thôi lại. 5 ngàn đi. Thì thôi lấy 10 ngàn. Rồi đem về cho bà nội 15 nha. Dạ. Ăn cơm chưa? Chưa. Chưa thì về cô Bảy làm cơm cho ăn rồi hả đi. Bảy là cảm ơn Ánh Cua. Rồi dạ. Chúc cho con dồi dào sức khỏe. Dạ. Vẻ đẹp mãi mãi hoài hoài. Năm tới về kéo cái vô làm lẩu mắm nữa. Về đây là rất là thích lẩu mắm tại vì đồ đồng rồi rau đồ các thứ nữa cho nên là rất là thích luôn. Chúc mọi người hết. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn bác Bảy thay rồi. Mặt kênh Ánh Cua rất là cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của bà má miền Tây.